Chào bạn, mình là Muối Vương đây. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn, chia sẻ với các bạn về một vấn đề, đó là mình cũng hiện tại đang là bán hàng, nên mình cũng chia sẻ với các bạn một cái trang mạng mà chị ấy là một cái người mà chia sẻ rất nhiều về kinh nghiệm về sale, kinh nghiệm về bán hàng online hoặc là kinh nghiệm về khách hàng. Cái trang mạng của chị ấy là trang Lan BQ TV. Mình thấy là các bạn hay lên mạng xem những cái tin tức ví dụ như đánh nhau, tin tức nữ sinh, nữ siếc, những cái mà tiêu cực của xã hội ấy. Người ta đưa lên rồi là nào là công an làm này làm nọ. Các bạn thử nhìn lại đi, 5.000 năm nay có bao giờ là cái xã hội nó không có cái điều tiêu cực đâu, nên các bạn hạn chế rút bớt cái năng lượng của mình sang những cái năng lượng tích cực. Ví dụ các bạn học kinh doanh, các bạn có thêm tiền, các bạn học kỹ năng, các bạn có nâng cao kỹ năng của mình lên. À, xin mời các bạn tham khảo cái trang mạng này, mình sẽ Google các bạn. Let me go. Bây giờ các bạn lên YouTube và các bạn gõ Lan BQ. Lan BQ. Đó. Cái channel của chị ấy rất là hay. Chị ấy làm nghề diễn giả quốc tế. Và đây là cái channel của chị ấy. Vừa có 14 video thôi và lượt đăng ký rất là ít, nên là mình nghĩ là mình muốn kéo view cho, kéo cái channel cho chị ấy một chút, bởi vì channel của chị ấy rất là hay. Và cũng đây, mình sẽ cho các bạn xem intro của chị ấy. Thì đây các bạn. Xin chào các bạn đến với chương trình Lan BQ TV. Chương trình sẽ cung cấp cho các bạn kỹ năng sống, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo và tiếng Anh thương mại. Tôi bắt đầu chương trình này với lòng đam mê học hỏi và tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn sẽ nghe những trải nghiệm mà cá nhân tôi đã đi qua, cũng như những tác giả và những chuyên gia hàng đầu ở Hoa Kỳ và thế giới. Các bạn hãy vào xem chương trình vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Lan BQ TV. Đó, các bạn nhớ ủng hộ chị ấy nhé, bởi vì mình thấy những cái video này nó rất là bổ ích. Các bạn có thể xem những cái video mình hay xem thì nó ít khi là những cái video mang tính chất tiêu cực, như kiểu là công an hay là cảnh sát giao thông làm khó dân hay là những cái đó. Những cái tiêu cực các bạn nên bỏ qua đi. Ok. Các bạn xem giải trí hoặc là các bạn xem để học tập. Nhưng mình thì xem để học tập nhiều hơn. Ok. Còn đây những cái giải trí của mình. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.